Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và hôm nay thì anh em mình lại đến với cái series về hành trình cùi bắp nha mọi người. Ở đây thì mình đang nằm ở lab 4 và notch 1. Vị trí này khá là ngon nha. Chỗ này thì chúng ta đang có được tầm khoảng là 19 hen. Mình đang còn thiếu tầm khoảng 2. Đây, vì anh em chúng ta sẽ đi thu hoạch búp nữa nha cả nhà. Cách của mình đó chính là chúng ta sẽ đi thu hoạch. Đó, thu hoạch sạch sẽ luôn. Hiện tại thì bây giờ chúng ta ui chạy 21/20. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một viên game để skip nhiệm vụ cho nó lẹ nha, để anh em chờ rất là lâu. Rồi pha này thì chúng ta sẽ cùng nhau quậy ở cái khu vực. Wow, nhân vật này của anh em mình đó chính là rồng giữa lửa gió nha. Đây, rồng lửa gió. Cái này chúng ta tốn tầm khoảng 14 phút các bạn ơi. À, cái này thì chúng ta sẽ đi cho bò ăn để mình kiếm coi. À, nghiên cứu kỹ lưỡng mới được các bạn ơi. Anh em mình sơ sẩy là đuối liền. Bỏ ăn thì mình sẽ đi kiếm những cái con rồng thuộc dòng cấp của bóp đi. Mình sẽ cho nó ăn để nó lên. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ lên tới nhiệm vụ gì nữa đây. Ui chà, level 20 luôn. Sau đây thì mình sẽ ngó vào xem thử cái đã. Wow. Và hiện tại mình đang nằm ở lab 4 và notch 2. Anh em nào mà muốn biết cách đua cuộc đua Heroic thì các bạn hãy vào cái trang web của mình nha. Đó là trang hntchannel.com. Link mình để bên dưới phần mô tả của video luôn nha mọi người. Ở cái trang này thì các bạn yêu thích cái tựa game nào các bạn chọn nhẹ cái ủng hộ Hentai với nha. Để Hentai biết các bạn đang thích game nào. Mình đây mình chọn Dragon City. Đó. Wow, 2070 lượt bình chọn rồi các bạn ơi, ghê thiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sự kiện đang diễn ra. Đang có một cái sự kiện diễn ra rất là hấp dẫn, đó chính là Blue Heroes. Đây, sự kiện là ở trang của mình cập nhật mỗi ngày luôn, cho nên anh em hãy vào xem ủng hộ nha. Anh ta sẽ chia sẻ các bạn cách cũng như là kiến thức để các bạn có thể chiến đấu với tựa game này. Đầu tiên sẽ từ lớp 1 tới lớp 29, mình đang nằm ở lớp 4 và mình muốn biết cái notch tiếp theo sẽ là cái gì thì ok, nên chúng ta vào đây xem. Wow, lớp 4 notch 1 mình hiện tại đang nằm ở notch mấy vậy? Notch mấy, notch 2. Mình muốn biết thử là notch 3 chúng ta có cái gì nha. Notch 3. Đây, notch 3 là khu vực list cần phải win 4 trận. Wow, cái này hơi căng. Lớp 4 thì notch 4 thì chúng ta sẽ cần con bọ và vàng. Rồi, lớp 5. Ok, vậy thì mình sẽ chuẩn bị cho cái lớp đây, lớp 3 trước nha. Lớp 3 là chúng ta cần phải có 4 trận trong khu vực list. Rồi là anh em hãy chừa lại nha, các bạn đừng có quánh trong khu vực list nha mọi người. Đây, cần tới 4 trận lần. Đó, cho nên anh em mình nói là lần này anh em cố gắng làm nhiệm vụ nhưng mà né cái khu vực list đó ra. À, còn hai là chúng ta sẽ sử dụng những cái viên game để chúng ta kiếm nhiệm vụ trong đây ha. Có hai cách để nên chúng ta có thể làm nhiệm vụ. Rồi pha này đầy tốn tới 22 viên rồi, khá là mắc. Đó, ca này nó khá là mắc, anh em mình có thể sử dụng 3 viên đi. Đây, dùng 3 viên game mình kiếm cho nó nhanh cái nhiệm vụ này một tí. Đây rồi, xúc luôn hốt bé mili nha. Wow, 3 nữa, cái này anh em tốn 11 viên game. Ok, 11 viên mình skip luôn nha. Chỗ này thì lắp 4, notch 3 vô hốt luôn các bạn ơi. Khu vực này ngon, ngon lành. Đó, anh em mình, ủa cái con chết chưa? Cái con mắt rồng anh em mình đâu rồi? Đây rồi các bạn ơi, Hunter đang cho nó yêu đương ở khu vực này. Đây, mắt rồng với một cái con gọi là thuộc dòng L. Đó, lý do mình cho hai con này yêu nhau là các bạn xem đây. Hai bé này yêu nhau chúng ta sẽ có cơ hội sở hữu ra được rồng một hệ. Và quan trọng nhất là có cơ hội sở hữu được Legacy. Con này mình đang tìm kiếm nó lắm luôn đây cả nhà ơi. Wow, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thôi nè. Đây, tới công chuyện liền. Mang bé yêu ra chiến liền. Trận này thì cho thành viên gọi là đó, bé Miu nha. Mạnh vô cùng bá đạo và level của bé hiện tại là 40. Mời các bạn Hương mang về sân khấu. Pha này chúng ta sẽ sử dụng từ chiêu Sky Kuta của nhân vật, đó chính là rồng lửa gió. Wow, bé này của mình thì đạt Matcha cộng rồi. Lượng máu của bé đã hiện tại lên tới 94.000. Một chiêu thôi là bế luôn được thành viên Lê Heric level tầm khoảng 40 của các ui cho của tem bạn nha mọi người. Khi mà anh em mình được tăng gấp đôi lượng sát thương. Đó, một nhân vật rất là kỳ cựu luôn. Bây giờ là mình búp máu cho chú ấy nè. À, lên được chút xíu ha. Wow. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cho bé ấy ra để thể hiện kỹ năng nè. Let's go.
quá đẹp luôn các bạn ơi. À, bé này dù sao cũng match với A cộng rồi, bây giờ mình có đánh thì nó cũng chả có lên nữa đâu. Tiếp luôn nè, pha này thì chúng ta sẽ đến với wow, ba con ma cà rồng luôn, ghê vậy. Một mình thành viên này mình muốn thử sức của chú ấy sau khi mà chú ấy đã đạt được đỉnh cao, đó chính là 1, 2, 3, 4 ngôi sao các bạn, 4 ngôi sao vàng lấp lánh. Wow, một mình chú ấy dường như đang cân được 2 rồi, và thành viên cuối cùng. Wow, cân được cả 3 thành viên một dòng ma cà rồng của tên bạn luôn các bạn ơi. Thực sự bá đạo luôn. Wow. Rồi bây giờ thì anh em mình nãy giờ đã bế được xong cũng tầm khoảng 2 hiệp rồi ha. Mình còn 3 trận nữa. Đó, chơi hết mình luôn cả nhà ơi. Rồi pha này Sky Kuta, chúng ta sẽ bế tay bạn đi đây. Cố lên nè. Wow, đây là nhân vật Sules. Pha này thì cho cái bé mặt cà rồng ra thể hiện kỹ năng đi ha. Wow, ghê vậy. Rồi nhân vật cuối cùng của tay bạn luôn. Đây, với khả năng hút máu vô cùng bá đạo của thành viên thuộc hệ ma cà rồng thì dường như tên bạn không có con nào có thể ăn hiếp nổi mình đâu em. Rồi, cái nhiệm vụ cuối cùng để xem coi hai tay sẽ leo lóc như thế nào nha mọi người. Rồi, phá giáp nè. Wow, tên bạn thì có một thành viên Santa ha, con này hệ nước nha mọi người. Titan thuộc dòng hệ nước. Cố lên. Wow, heroic. Con này thì hơi chua một tí nha. Nhìn con này cũng khá là hầm hố luôn á. Mặc dù đã ra rất lâu rồi. Wow. Rồi, tên bạn đến từ nhân vật robot. Tới công chuyện luôn. Lớn, chiếc xác thương đang được tăng gấp đôi. Chúng ta bên em mình dùng lên tới 71 đi. Quá ghê, quá ghê. Thôi, còn một hiệp nữa anh em mình lùa luôn nha cả nhà. Đây, làm cho nó nóng luôn, một mình cân 3 tiếp đây. Wow, bé này của anh thì mới lên được chữ A cộng các bạn ơi, cho nên rất là máu lửa ha. Mình đang thể hiện kỹ năng cho bé ấy luôn. Đó, mang thêm bé ma cà rồng level 45 này nữa là ra là cân tức. Wow, victory. Rồi, pha này thì nay chúng ta sẽ trở lại. À, nhiệm vụ của anh em mình đã hoàn thành rồi nè mọi người. Lap 4 và Notch 3 đã qua, mình lên Notch 4 rồi nè. Notch 4 của chúng ta sẽ là con bọ và vàng. Và Notch 5 của anh em mình. Hey, anh em cứ việc vào xem nha. Ra hãng tài trên nội.com. Rồi, lap 4, Notch 5 chúng ta sẽ là đến với Dexter và thu hoạch búp. Rồi, ok. Và lap 5 chúng ta sẽ có cái gì đây? Lớp 5 anh em mình sẽ đến với đó là Notch 1, cành cây. Rồi cái này thì cũng ok, búp chi bông. Rồi anh em mình trang bị búp chi bông với cành cây để chuẩn bị cho lớp 5 nha mọi người. Hiện tại thì mình đang nằm ở mới có lớp 4 thôi, nhưng mà mình chuẩn bị đồ cho lớp 5 luôn á. Rồi mình sẽ cho hai bé này yêu nhau nè. Rồi lớp 5, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho mấy con này yêu nhau luôn đi ha. Bông thì anh em mình cũng chuẩn bị sẵn luôn. Ok, quá tuyệt vời rồi ha. Hiện tại thì anh em nào trong tan cũng nhớ làm nhiệm vụ nha mọi người. Tan của hang tay hiện tại đã được 108 điểm và hang tay đang nằm ở vị trí đầu tiên luôn nha. Đó, hai nick của mình luôn nằm ở vị trí thứ nhất và thứ hai. Hay, chứ đã kêu anh em làm nhiệm vụ mà hang tay nằm tút di tích thì làm sao mà được. Đó, bạn nào mà làm biến quá hang tay sẽ phải đá rít ra để tuyển thành viên mới về. Mình cũng cố gắng gánh tem lắm nhưng mà anh em mà không có làm nhiệm vụ thì mình gánh không nổi đâu nha. Là phải chia tay một số bạn để tuyển thành viên mới về thôi, hết cách rồi. Còn có tầm 16 tiếng nữa. Wow, giờ này mà có nhiều bạn điểm quá thấp luôn ấy. Như vậy thì làm sao mà lên nổi đây? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quậy tiếp nha mọi người. Nhiệm vụ của mình sẽ là thu vàng và bỏ lại cho rồng. Ok. Và bây giờ thì ai do là cái trang web của mình nó bị lắc chút xíu các bạn ơi. Rồi, nên chúng ta đã vào lại được rồi ha. Rồi chỗ này thì các bạn sẽ kéo nhẹ xuống phía dưới cho mình ha. Đây, ở đây anh ta có chia sẻ các bạn cách để làm nhiệm vụ nha. Hướng dẫn làm nhiệm vụ của đua heroic nè. Đây, anh em bấm vào nha.
Rồi chỗ này thì các bạn sẽ đến với một cái bài chia sẻ rất là nhiệt tình, đã được 139 lượt bình chọn. Năm sao các bạn ơi, anh em nhớ gõ những nút năm sao nha. Chỗ này thì anh ta có chia sẻ với các bạn ha. Đây những con bọ nè, cách để kiếm những con bọ như thế nào nè. Đó, nhiệm vụ thu vàng và nhiệm vụ búp nè, nhiệm vụ cành cây. Đây, trái tim. Rồi, tất cả những nhiệm vụ anh ta đều chia sẻ trên đây hết trơn luôn. Anh em cứ việc vào xem nha. Đó, đây là kinh nghiệm cũng như là cách mà mình vượt lap cực kỳ nhanh nha. Còn chỗ này thì hiện tại mình, ui cha, mình đây phải chờ một khoảng thời gian á các bạn, tầm khoảng vài tiếng sau đó anh em mình mới vào thu hoạch nữa. Đó, như vậy thì mới ổn ha. Còn bây giờ thì ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo nha. Anh em thích xem tập nào thì các bạn xem thêm một tập nữa ủng hộ mình với nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.